và các bạn thân mến. Hôm nay thì Nguyên Audio thị xã Phú Thọ tiếp tục về hai cặp loa đến từ nước Mỹ của hãng sạc pin Vega. Đó là hai cặp loa sạc pin Vega LE38. Dòng loa này thì cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ cũng bán rất là nhiều rồi. Theo có nhu cầu của một số anh em chơi audio trên khắp mọi miền Tổ quốc, có nhu cầu Nguyên Audio test hai đôi mới về lên để cho anh em chiêm ngưỡng và thưởng thức chất âm của hai đôi loa này. Xin giới thiệu sơ qua về hai đôi loa này để cho anh em được nắm rõ cái thông số kỹ thuật. Nó sở hữu 3 đường tiếng trên một thùng, một bát 40, màng giấy, gân mút. Gân của nó là gân màu đỏ đặc trưng của hãng Sevin Vega. Một chung lớn, chung của nó là chung 20 cm, và một loa chép titan. Dòng loa LE38 này thì thùng của nó thì rất là to cao. Chiều cao của mỗi một đôi, một chiếc là cao 90 cm, và chiều sâu 46 và chiều rộng cũng 46. Có chiều sâu, chiều rộng bằng kích thước nhau. Màu của nó là màu nâu đỏ vân gỗ, rất là sang trọng. Đặc trưng của hãng sạc pin Vega LE38 này thì tiếng bát của nó rất là uy lực và mạnh mẽ. Nó có thể chơi được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, bolero, nhạc trữ tình cho đến nhạc đan, nhạc mạnh, nó đều có thể đáp ứng được. Và quý vị và các bạn, chúng ta dùng hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay. Dòng này quý vị và các bạn chúng ta có thể ghép vào vang số hoặc vang cơ và đẩy, hoặc là những dòng âm ly Jaguar 506 bãi, hoặc là những chiếc âm ly nội địa như là Đờ Nông, Samsui thì đánh rất là hay. Những dòng Samsui từ 607, 707, 907 đánh rất là tốt. Đôi loa này thì nó không ghi công suất, bởi vì nó là công suất tự động, watt auto. Theo chúng tôi đánh giá thì mỗi một thùng của nó thì khoảng 350W trên một thùng. Có nghĩa là một cặp của nó lên tới 700W. Hàng vừa rồi thì ở bên Mỹ nó chưa chuyển được hàng về, và hàng hết hàng. Nên là rất nhiều anh em gọi điện đặt hàng Nguyên Audio. Thì hôm nay về hai cặp. Quý vị đặt hàng có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Hàng về ngày hôm nay thì hai đôi này trong tình trạng đẹp xuất sắc. Tất cả mặt của nó thì chưa có một vết xước nhỏ.
hai đôi loa này thì Nguyên Audio thị xã Phú Thọ vẫn bán bằng giá cũ, trên 30 triệu đồng một chút. Quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Tôi xin nhắc lại, hai đôi loa sạc pin Vega LE38 đến từ nước Mỹ. Nguyên Audio thị xã Phú Thọ vẫn bán bằng giá cũ, trên 30 triệu một chút. Quý vị và các bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc.